Ba ngày nay, loạt thông tin xoay quanh siêu bão Haiyi biết đổ bộ vào nước Nhật chính là vụ diệt được ân cần nhất nhì trên toàn cầu, những hình ảnh về sức hủy diệt, kết quả của cơn bão được dân tình lưu ý. Ấy vậy mà giữa hằng hà tin về siêu bão Haiyi biết, cư dân mạng diệt lại truyền tay nhau một video mất ban lẩu thái đẩy đà của một nữ youtuber diệt ở Nhật, ngay trong khu vực tâm bão. Vậy mà lạ lùng vậy ha? Quỳnh Trần hay còn được biết đến qua trang nên YouTuber Quỳnh Trần cuộc sống ở Nhật hiện đang là diệt kiều sinh sống và làm việc tại vùng Saitama, Nhật Bản. Ngoài công việc hàng ngày, cô còn mở một trang nên YouTuber chuyên thực hiện những video nấu nướng, mớt ban đồ ăn Nhật Bản. Các video dễ chơi tuy vậy đều hấp dẫn hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu lượt xem. Trang nên của Quỳnh Trần hiện đã có hơn 1,1 triệu subscriber, chủ yếu là người Việt. Quỳnh Trần nhận nút tiến thưởng YouTuber. Trong thời điểm loạt thông tin về siêu bão Haiyi lan truyền thì cư dân mạng Việt lại lưu ý đến lúc mớt ban lẩu thái khá vô tư của Quỳnh Trần vì theo đúng tinh thần trời đánh tránh bữa ăn. Những nguyên liệu nữ YouTuber chuẩn bị, lẩu thái có đồ nhúng là thịt bò, hải sản và các loại rau mua siêu thị và tự trồng. Và rồi đây, bảo mặc bảo, cứ phải ăn trước đã. Quỳnh Trần chia sẻ rằng, 18 giờ bão sẽ đổ bộ vào nước Nhật thì 17 giờ cô nàng thế hệ khai mạc ăn lẩu. Ăn lượt cuối để kết thúc. Sau khi ăn chấm dứt, gia đình chị Quỳnh cũng hối hả di chuyển đến khu vực cao hơn để tránh tình trạng dở đê, nước tràn vào nhà nguy hiểm. Tuy trời đánh tránh miếng ăn thật nhưng ăn chấm dứt thì vẫn phải đảm bảo an toàn. Khi bão tan, gia đình Quỳnh Trần đã trở về nhà và chị tiếp tục làm video quay cảnh nước Nhật sau bão. YouTuber Việt kiều lạc quan nhất chính là Quỳnh Trần chứ ai.